Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023, ngày 12 tháng 11, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đến dự chung vui ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc và cắt băng khánh thành nhà văn hóa tổ dân phố số 4, thị trấn Nông Trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng. Tổ dân phố số 4, thị trấn Nông Trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng có 235 hộ thuộc 6 dân tộc cùng chung sống. Trong năm qua, chi bộ, chính quyền, ban công tác mặt trận thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng thế mạnh để hình thành vùng sản xuất hàng hóa. Cho đến nay, thu nhập bình quân của người dân đạt 68 triệu đồng một người một năm. Tổ dân phố có 85 hộ giàu, chỉ còn 2 hộ nghèo và cận nghèo. Qua bình xét có 228 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, tổ dân phố đạt khu dân cư văn hóa. Tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã tặng quà cho tổ dân phố số 4 và trao 20 triệu đồng cho chi hội khuyến học. Lãnh đạo huyện Bảo Thắng cùng nhiều cơ quan, doanh nghiệp cũng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho tổ dân phố số 4. Nhân dịp này, các đại biểu và nhân dân cùng cắt băng khánh thành nhà văn hóa tổ dân phố số 4. Công trình có tổng kinh phí gần 862 triệu đồng do nhân dân đóng góp xây dựng.